đặt nhà vào mắt. Lần nữa chạm hai lòng bàn tay vào nhau. Đặt nhà vào mắt. Mở mắt chớp chớp mắt. Mở tay ra nhìn theo tay, vươn tay lên hít sâu vào, hạ xuống thở ra, hít sâu thở ra, hít sâu thở ra. Lần nữa hít sâu, vươn tay lên giữ lại 5, 4, 3, 2, 1. Thở ra 5, 4, 3, 2, 1. Thẳng cổ hít sâu, ngửa ra sau thở ra. Thẳng cổ hít sâu, nghiêng phải thở ra, căng cổ bên trái, liếc mắt lên, tập luôn cho mắt trở về giữa. Hít sâu, nghiêng trái thở ra, tập ở đâu tâm trí tập trung vào ở đó. Trở về giữa, hít sâu, xoay nhìn phải thở ra, liếc hết qua phải. Trở về giữa, hít sâu, xoay trái thở ra, liếc hết qua trái. Trở về giữa, hít sâu, cúi xuống thấp bụng thở, xoay bên phải lên trước, hít vào, xoay chậm chậm tròn đều các hướng cổ. Xoay đổi chiều, mời tập tay hai lưng bàn tay hướng vào nhau, tay phải đưa qua đan chặt, kéo vào hít đẩy ra thở, trở về kéo vào đẩy lên, trở về kéo vào đẩy thẳng tay ngã xuống, trở về đổi tay kéo vào đẩy ra, trở về kéo vào đẩy lên, trở về kéo vào đẩy thẳng tay ngã xuống, trở về thả lỏng tay, lấy hai viên gạch đặt hai bên đầu gối, chống tay riêng bụng nâng mông lên, hạ xuống hai lên xuống ba lên xuống bốn lên xuống năm lên, xếp bụng lên 5 4 3 2 1, hạ xuống tháo chân ra, giũ hai chân thả lỏng ra, hít thở sâu. Xếp đổi chân,
vặn cột sống. Tay phải đưa ra sau, kéo căng, úp vào eo bên trái. Tay trái đặt lên đầu gối phải, thẳng lưng hít sâu. Tay phải thở ra, trở về hít sâu. Xoay thở ra, trở về hít sâu. Xoay thở ra, xoay cổ, xoay vai, trở về hít sâu. Xoay thở ra, xoay thêm, trở về hít sâu. Xoay thở ra, xoay tối đa, thở bụng, thở hết hơi ra, thong thả trở về, thả lỏng tay mà đỡ bền. Đưa tay trái ra sau, tay phải kéo căng 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 úp vào eo bên trái. Tay trái đặt lên đầu gối phải, thẳng lưng hít sâu. Xoay trái thở ra, trở về hít sâu. Xoay thở ra, trở về hít sâu. Xoay thở ra, xoay cổ, xoay vai, trở về hít sâu. Xoay thở ra, xoay thêm, trở về hít sâu. Xoay thở ra, xoay tối đa, thở bụng, thở hết hơi ra, thong thả trở về, thả lỏng tay, ngồi xoay người lại, hai tay đang ở sau lưng, thẳng tay thẳng lưng, ngửa cổ hít sâu, trường dài người cúi xuống, bật tay cao lên, thoát bụng thở ra, ngẩng cổ nâng người lên hít sâu, trường tới cúi xuống, hớp bụng thở ra, nâng lên hít sâu, trường tới cúi xuống, hớp bụng thở ra, bật tay cao lên, nâng lên hít sâu, trường tới cúi xuống, hớp bụng thở ra, trán mũi chạm sàn, bật tay cao lên, suy nghĩ vào khớp vai, thả lỏng khớp vai, bật tay cao lên, thở ra, nâng lên hít sâu vào, thả lỏng tay, thở ra, hai tay đặt lên gối, mở vai, căng lồng ngực, hít sâu, cong lưng ra sau, hớp bụng, thở ra, hít sâu, thở ra, lấy sau, thở ra, lấy sau, mở vai, căng lồng ngực, thở ra, lấy sau, mở vai, căng lồng ngực, thở ra, cong lưng ra sau, mắt nhìn rốn hai chiều của cột sống, hít sâu, mở vai, căng lồng ngực, giữ lại 5 4 3 2 1, đẩy cong lưng ra sau, mắt nhìn rốn, thở ra 5 4 3 2 1, xoay từ trái qua phải, xoay tròn người, thả lỏng thân, hít thở sâu vào, xoay ngược lại, thả lỏng, tháo chân ra, duỗi hai chân, thả lỏng,
Rồi, ngồi xoay lại em. Xoay lại. Nâng chân phải lên. Bàn chân phải đặt vào ngay cạnh tay trái. Rồi, đặt vào, đúng rồi, đặt vào đây. Rồi, tay trái, tay phải mình ôm đầu gối, đan lại cái tay phải rồi. Đó, giống như bồng em bé, đưa ru em bé. Thở. Ôm ôm lại, lâu ngày quá rồi quên bồng em bé sao rồi. Dạ dạ thôi con ôn lại thôi, cực quá. Em đặt cái bàn chân vô đây nè, em đặt cái bàn chân này vào đây, đặt vào đây, đặt nó vô đây nè, đặt vô chỗ này đó, đứng rồi đó, giống như cái đầu em bé ở chỗ đó đó, rồi đung đưa. Ngồi thẳng lưng lên. Rồi, hai tay nè đặt vào ở phía bên trong. Tay này bên trong rồi đưa tay phải vô trong luôn. Đúng rồi. Rồi xoay từ trong ra ngoài. Xoay nó, xoay từ trong sang biên độ rộng ra. Xoay mở khớp háng biên độ rộng ra. Xoay ngược lại. Rồi hít sâu vào, đan hai tay lại trong qua chân, nâng chân lên, thở ra thẳng gối nâng lên, hít sâu vào, thở ra, hít sâu, thở ra, hít sâu, thở ra, kéo vào, thẳng lưng lên, thớp bụng kéo vào, thở ra, kéo chân vào, thẳng gối thẳng lưng, dùng ý á, dùng ý, nó đang căng gân kheo, dùng ý thả lỏng ra, rồi nó đang gù lưng kìa, đang cong lưng gù lưng, thẳng lưng lên, thẳng cổ lên, hóp bụng lại, thở ra, kéo vào thở ra, kéo vào thở, 5 4 3 2 1, hít sâu vào, đạp cái bàn chân trái qua bên phải, đạp cái bàn chân, đạp bàn chân phải, đạp bàn chân phải qua bên trái, đúng rồi, đạp xuống. Rồi, đừng kéo cao lên như vậy. Em đưa xuống đầu gối. Đưa xuống. Rồi tay phải chống ra sau. Rồi vươn tay trái lên. Vươn lên. Vươn lên, trường tới hớp bụng lại. Kìm cái khuỷu tay trái lên đầu đầu gối, kìm vào. Em kìm vào rồi thẳng lên nhìn cô. Đưa tay xuống nắm cổ chân. Thở ra nắm cái cổ chân, chân phải á. Không tới cái đó chân trái em rồi, chân phải phải đưa qua, phải chém qua, kìm nó lại, kìm lại, rồi đưa xuống nắm cổ chân, đúng rồi, rồi xoay phải, thở ra, mở vai xoay ra sau, mở vai xoay mặt ra sau, thở, đúng rồi, thẳng lưng lên, đúng, hớp bụng lại, mở vai xoay ra sau, thở rất tốt, giữ lại tập trung hít thở sau, cố ưỡn ngực thẳng lưng lên chút nữa. Ưỡn ngực thẳng lưng, 5 4, rồi vai xoay ở đâu xoay cầm theo ở đó, 3 à, vai phải ở đâu xoay cầm theo, 2 1, trở về, hít sâu vào, thả lỏng tay chân ra, thở ra, rồi đưa chân trái lên nè, có cái cẳng tay lại đạp cái chân vào đây đó, đúng rồi, rồi tay này ôm lại, tay trái ôm đầu gối, đúng rồi, đan hai tay lại, nâng cho cái bàn chân cao bằng với cái đầu gối mình, nâng, đúng rồi, nâng bàn chân lên cao bằng đầu gối và đung đưa à, mở cái khớp háng biên độ rộng ra, ngồi nhiều ít vận động à, nó sẽ bị khớp của mình nó ca, nó bị cứng lại, nó không còn linh hoạt nữa, mình tập để cho các cái khớp biên độ mở rộng ra linh hoạt hơn, rồi nó không có bị tê cứng cơ mông cơ đùi, ngồi nhiều bị căng cơ mông cơ đùi,
hai tay đặt vào bên trong, đỡ chân, rồi xoay từ trong ra ngoài, xoay ra biên độ rộng ra. Xoay ngược lại, ngồi thẳng lưng lên xoay. Bắp chân trái qua bên đầu gối chân phải. Dựng đầu gối lên, rồi tay trái chống ra sau. Tay phải vươn lên, mình hơi trường tới hóp bụng lại. Trường tới hóp bụng, bụng ngực sát lên đùi, rồi khuỷu tay kìm vào đầu gối. Rồi đưa xuống nắm cổ chân. Đưa sau cái khuỷu tay qua, nè, đưa sau khuỷu tay qua. Đúng rồi. Rồi úp cái bàn tay lại nắm, đúng rồi. Rồi hít sâu vào, xoay trái thở ra, vai xoay đến đâu xoay cầm theo đến đó, thở ra. Đúng rồi, rất tốt. Ép mông xuống nữa đi nào. Thả lỏng ép cái mông trái xuống. Đúng rồi, không lật mông. Rất tốt, vai ở đâu xoay theo, cứ xoay thêm là thở ra, xoay thêm là thả lỏng thân, thở ra. 5 4 3 2 một, trở về, hít sâu vào, thả lỏng tay chân ra, thở ra. Rồi duỗi thẳng hai chân, dựng đứng hai bàn chân lên, hai tay nắm hai ngón chân cái, là đưa bốn ngón tay chen vào ngay ngón chân cái nắm nó, hít sâu vào. Tay phải nắm ngón cái chân phải kéo nó lên nào, thở ra kéo đầy lỗ tai, kéo đầy lỗ tai, đầu gối đúng rồi căng ra phía sau. Trở về, hít sâu vào, thở ra, kéo chân trái về lỗ tai trái, thở ra, hít sâu vào, thở ra, kéo ra sau, thở ra, hít sâu vào, thở ra, kéo thở, cảm nhận xương khớp, thả lỏng ra, hít sâu vào, thở ra, thả lỏng thở ra, hít sâu vào, thở ra, kéo căng 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 căng, hít sâu vào, thở ra, kéo ra sau, giữ 5 4 3 2 1, hít sâu vào, thở ra, kéo ra sau, giữ 5, kéo về lỗ tai 4 3 2 1, hít sâu vào. Rồi hai tay đang lại tròn qua bàn chân trái, nâng chân lên, thẳng gối lên, kéo vào, thở ra, kéo, hít sâu, kéo vào, thở ra, hít sâu, thở ra, hít sâu, thở ra, hít sâu, thở ra, kéo vào, thẳng lưng, duỗi cổ, hớp bụng, thở ra, 5 4 3 2 1, hạ xuống, thả lỏng tay chân, hít thở sâu. Hai chân mở rộng bằng vai, thẳng gối đứng hai bàn chân lên, vươn hai tay lên, hít sâu vào, trường người tới đẩy lùi mông ra sau, thớt bụng thở ra, hai tay nắm hai mũi bàn chân, hai tay nắm hai mũi bàn chân, nâng lên, hít sâu vào, xoay người qua phải, chống hai tay vặn người, chân tay cúi xuống thở ra, nâng lên, hít sâu vào, trường tới gập xuống thở ra, trường dài tới ép xuống hốc bụng thở, nâng lên, hít sâu vào, xoay qua trái thở ra, chân tay vặn người cúi xuống thở ra,
nâng lên hít sâu vào, trương tới thở ra, nâng lên hít sâu vào, xoay phải thở ra, vặn người xoay thở ra, nâng lên hít sâu vào, trương tới hốt bụng thở ra, nâng lên hít sâu vào, xoay qua trái thở ra, nâng lên hít sâu vào, trương tới gập xuống thở ra, nâng lên hít sâu vào, xoay qua phải vặn người thở ra, thở vặn người cúi xuống ép xuống thở ra, rồi mở tay phải ra luôn, cúi xuống luôn, cúi xuống luôn, cúi xuống rồi dang thẳng cánh tay phải ra, mở ngang qua luôn, đúng rồi, ép người xuống luôn em, ép xuống luôn, thở ép xuống thở, rồi tay phải dang ngang, hít sâu vào, nâng chân trái lên, tay trái nắm ngón cái chân, tay trái nắm ngón cái chân trái, nâng chân lên thở ra, thẳng gối nâng lên xiết bụng thở, 5 4 3 2 1, thả lỏng tay hạ chân xuống, rồi co tay phải là chống tay, nâng người lên hít sâu vào, vươn tay lên, trường tới gập xuống thở ra, trường dài gập sau, nâng lên hít sâu vào, xoay người qua trái thở ra, vặn người xiết hông, trùng tay xiết hông thở ra, từ từ dang tay ra, dang tay trái ra, xoay mặt qua, hít vào nâng chân phải lên, tay phải nắm ngón cái chân, duỗi lên thở ra. Được không? Tay phải nắm ngón cái chân phải là được không? Rồi nâng lên sâu vào, vươn tay lên, trường tới gập xuống thở ra, trường dài người gập sau thở ra, nâng lên hít sâu vào, rồi hạ tay xuống và co hai chân vào nè, nè hạ tay co chân vào, co tréo vào, co chân trong chân ngoài, chống tay và quỳ lên nè, chống tay quỳ lên và xuôi chân ra sau, vào tư thế bò mèo, cong lưng lên, mắt nhìn rốn, nuốt rốn lên, xiết cơ bụng thở ra, hít sâu vào, chùng lưng rốn cổ, thở ra, cong lưng lên, mắt nhìn rốn, rút rốn thở ra, hít sâu vào, chùng lưng rốn cổ, thở ra, cong lưng hóp bụng thở ra, hít sâu, chùng lưng rốn cổ, thở ra, cong lưng lên, rút rốn xiết cơ bụng thở ra, hít sâu vào, tập trung tâm trí vào cảm nhận từng đốt sống, thở ra, cong lưng lên, rút rốn cục xương cụt xuống thở ra, lần nữa hít sâu vào, chung lưng xuống, rốn cổ lên, đừng nhướng mày, không nhăn trán, 5 4, kéo dài cổ ra, vai xa lỗ tai, 3 2 1, cong lưng lên, rút rốn xiết cơ bụng thở ra, 5 4 3 2 1, chống chân lên, chó úp mặt, chống chân cúi xuống, ép vai xuống, đúng rồi, ép vai ép lưng, đạp gót xiết cơ bụng thở ra, thả gối xuống, con mèo hít sâu vào, chung lưng rướn cổ, thở ra, chớp mặt thở ra, hít sâu vào, chung lưng rướn cổ,
thở ra chớp mặt rốt rốn xiết cái bụng thở ra hít sâu vào thở ra đạp gót ép xuống rốt rốn xiết cái bụng thở ra hít sâu vào chung lưng rướn cổ giữ 5 4 3 2 1 thở ra đạp gót ép người xuống nút rốn xiết cơ bụng thở ra 5 4 3 2 1 đi hai chân lên ngang hàng với hai bàn tay ngẩng cổ duỗi lưng ra hít sâu vào tay vẫn ở dưới sàn em tay vẫn ở dưới sàn ngẩng cổ duỗi dài lưng ra hít sâu rồi lùi mông ra sau và tấn gối vươn tay lên xiết cơ bụng thở ra đầu gối không chồm ra khỏi mũi chân hít sâu vào thẳng gối ngẩng cổ duỗi lưng thở ra ép mông xuống lực dồn lên gót chân ép mông tấn gối xuống vươn tay lên thở ra vào chiếc ghế thẳng gối thẳng lưng xiết cơ bụng thở ra rút rốn thế sau vào thẳng gối và ngẩng cổ duỗi lưng ra ngẩng cổ duỗi lưng nhìn cô nè ngẩng cổ duỗi lưng thở ra chung đầu gối lực dồn lên hai gót chân vươn tay xiết cơ bụng thở ra đầu gối bị chồm đừng để đầu gối chồm thế sau vào ngẩng cổ duỗi lưng 5 4 lần cuối nào 3 2 1 chung gối ép mông xuống xiết cơ bụng thở ra vươn căng tay lên rút rốn thở 5 4 3 2 1 nâng lên hít sâu vào hạ tay xuống thở ra thả lỏng tay chân hít sâu vào trụ chân trái nâng đầu gối chân phải lên tay trái ôm đầu gối chân phải tay phải ép cẳng chân hất bụng thở ra ép cẳng chân ôm đầu gối ép vào thở ra thẳng người lên giữ tập trung hít thở sau thẳng gối thẳng lưng hất bụng thở 5 4 3 2 1 hít sâu vào từ từ duỗi dài chân phải ra sau hai tay xuôi ra sau thân song song với sàn thở ra giữ tập trung hít thở sâu vào duỗi căng người chắc người rút rốn xiết cơ bụng lại thân song song với sàn 5 4 3 2 1 chung gối trái đặt chân phải dài ra sau hít sâu vào chống mũi chân phải vươn hai tay lên hít sâu vào tấn gối và chồm người về trước 60 độ hất bụng thở ra từ gót chân phải tay mình ở hai bên lỗ tai đúng rồi rồi lòng bàn tay hướng vào nhau luôn chắp tay lại với nhau luôn lòng bàn tay chắp tay lại luôn kẹp hai ngón tay cái lại nâng lên hít sâu vào nâng người lên đừng võng thắt lưng em rút rốn vào rút rốn đúng rồi thẳng thắt lưng lại trương tới 60 độ hớp bụng thở ra rút rốn xiết cái bụng lại nâng lên hít sâu vào trương tới hớp bụng thở ra xiết cơ bụng lại giữ lại 5 1 3 2 1 hít sâu vào chống tay phải xuống ngang hàng với lại bàn chân trái bước dài chân phải ra sau thêm nữa đi nào đúng rồi chống mũi chân phải đứng gót lên rồi đây nè tay trái đặt lên đầu gối trái nâng đầu gối phải lên tay trái đặt lên đầu gối trái chống tay trái lên đầu gối chống bàn tay lên luôn chống cái bàn tay đúng rồi rồi đẩy người tới lui giống cô nè đẩy tới đẩy lui xiết cơ bụng thở ra đúng rồi đẩy tới đẩy lui cảm nhận căng khớp hít thở sâu hít thở sâu rồi hít vào mở tay trái lên
Xoay mặt lên nhìn theo tay thở ra. Mọi người xoay lên siết bụng thở ra 5, 4, 3, 2, 1. Hít sâu vào, chống tay trái xuống ở bên phải của bàn chân trái. Chống tay đúng rồi, rồi đạp gót chân phải xuống. Mở tay phải lên nhìn theo tay phải thở ra, dang tay lên. Đúng rồi, dang tay vặn người siết bụng thở ra. 5, 4, 3, 2, 1. Hít sâu vào, luồn cái tay trái vào trong chân luôn. Cái tay trái đang chống đó, đúng rồi, ngoắt nó ra sau mông của mình á, ngoắt ngoắt nó ra để nắm cái tay phải ở sau lưng mình luôn. Thở ra, luồn sâu tay vào mỗi chân. À, đúng rồi, đó đó đó, rất tốt. Thở ra, rồi nắm được với nhau, rồi ép mông và thẳng gối phải, xiết đùi lại đi, thẳng gối phải, đúng rồi, lật vai vặn người xoay lên trần nhà. Thôi hít vào, chống tay, chống tay đúng không, chống tay, chống tay, rút chân trái về, chớp mặt thở ra, cúi xuống hút bụng, xiết lại thở ra, xiết sau thở ra, đẩy tới bước chân phải lên bằng hai tay, hít sâu vào, rồi đứng lên. À, nâng đầu gối trái lên, tay phải ôm đầu gối, tay trái ép cẳng chân, thẳng người siết bụng lại thở ra, thẳng người tập trung vào gút rốn, siết cơ bụng thở ra, giữ tập trung hít thở sâu. 5, 4, 3, 2, 1. Hít sâu vào, trương người tới, duỗi chân trường lưng thân song song với sàn, hai tay xuôi ra sau, siết bụng thở ra. Giữ vững tay dang ngang cũng được, tay dang ngang giữ cong chuồn chuồn, siết cơ bụng thở. 5, 4, 3, 2, 1. Chung đầu gối phải và chống chân trái dài ra sau gấp đôi vai, rút rốn vào, nâng người lên, vươn tay lên, hít sâu vào, bước dài thêm đi em, chỉ để đầu gối trước bị góc nhọn, đầu gối trước phải góc vuông, không được chồm ra khỏi mũi chân, trường tới 60 độ, rút rút lên, xiên cơ bụng thở ra, chắp tay kẹp đầu đi, chắp tay kẹp đầu, nâng tay lên, nâng đầu lên, đúng rồi, rồi trường tới gập thân xí, trường cái lưng ưỡn ngực, nâng lên, hít sâu vào, thở ra, rút rốn vào từng gót chân. Mông lưng đầu ra tay một góc 60 độ, gập tới 60 độ, thở ra, tập trung vào, nâng lên, hít sâu vào, mệt cái bắt đầu lơ đãng rồi đó, trương tới thở ra, trương tới xiết cơ bụng lại thở, thông gù rồi, thẳng tay lên, ép lồng ngực tới, nâng đầu duỗi tới một góc 60 độ. 5, 4, 3, 2, 1. Chống hai tay xuống, hít sâu vào, rồi đặt tay phải lên đầu gối phải, duỗi dài chân trái ra sau chút nữa để vào khớp đi nào, rồi đẩy tới đẩy lui nhẹ nhẹ, cảm nhận sau, hít thở sau, đưa về phía trước và lùi ra phía sau, hít thở vào, mở tay phải lên nhìn theo tay phải thở ra, dang tay vặn người siết bụng thở ra, hít sâu vào, chống tay phải ở phía bên trái bàn chân, tức là đưa vào giữa bàn chân em, sao luồn luồn chỗ đó nè, tay đang dày rồi đưa xuống là đưa vô bên trong đây, đúng rồi, rồi đạp gót chân trái, mở tay phải lên, mở tay trái lên, thở ra, đạp gót chân trái xuống, mở cánh tay trái nhìn tay tay hóp bụng thở ra, rồi hít vào, luồn tay phải vào trong chân đó, mình đưa nó vào đây để bây giờ mình luồn nó vào và xoay nó lên, nắm lại với nhau, lật vai xoay lên, thở ra, và Không người có phải làm nổi tiếp bụng thở ra thì sao, bắt đầu mỏi tay chân rồi đúng không, chân nó mỏi.
Rồi chống tay, rút chân phải về chống mặt, thở ra tập từ từ cho tay chân khỏe lên, tay chân yếu quá. Hít thở sâu vào. Rồi đẩy vai tới tấm ván cao, hít vào trường tới nè, cho nên tay chống cho đủ đi. Đúng rồi. Rồi đẩy mông lên chớp mặt, thở ra. Nhịp nhàng tập thể lực chút đi. Trường tới hít sâu vào. Rồi cô vừa hô vừa tập với em, vừa canh em cho có động lực để tập này. Thở ra, để cao mông lên, cúi xuống thở ra. Mấy cô khác là ngồi đó ngó rồi cười, em tập không nổi rồi cười đó. Có cô vừa tập với em vừa hô đó, dìu em hít vào trường tới đi nào, tấm ván. Đúng rồi, thở ra rút rốn xiết bụng, thở ra mới cảm nhận được à. Nhưng mà cô chớm mệt, tức là em quá mệt rồi, hiểu không? Là cô sẽ biết gia giảm cái bài tập liền. Trường tới sau vào. Đúng rồi, rút rốn siết chắc cơ bụng lên, thở ra để cao hông lên, ép xuống mắt nhìn xuống chân. Bốn trường lên, hít sâu vào, cố lên lần nữa thời. Đúng rồi, thở ra rút rốn siết bụng, thở ra lần nữa. Trường lên, hít sâu vào, giữ lại, rút rốn siết cơ bụng giữ. Đúng rồi, giữ 5 4 3 2 1. Rồi giữ đó, ngó cô nè, ngó cô để xem xuống tấm ván thấp thì như thế nào, xem thôi chắc chưa xuống nổi nè. Cô sẽ dùng khuỷu tay và kẹp sát vô bên sườn nè, nè nè nè, nhìn nhìn nè, toàn thân cô song song với sàn, siết cơ bụng lại, thở theo. Rồi xuống đi, chùng tay xuống, thân song song với sàn, hạ người nằm xuống luôn. Nhớ khi hạ xuống á là khuỷu tay em phải kẹp sát vô bên sườn. Hít thở sâu vào, điều hòa hơi thở. Đầu tuần mà dập quá. Do cuối tuần ăn chơi rồi con dọc. Ngày ăn chơi rồi giờ phải đánh bài mở mới được. Cô 2 ngày cô ăn quá trời, cô lên đó 2 kg luôn kìa. Cô ăn tất niên. Ai, ai cũng gõ ốm ốm cái bám vô cái câu đó mà ăn. Ăn khổ vậy đó, ai gõ mập á, thì mình nhớ tới cái đó mình giảm ăn. Còn ai mà cứ nói ốm quá ốm quá ốm quá, ăn đi ăn đi, cái là bám vô cái đó mà ăn lên. Gấp 2 chân lên, tập cây cung, bài cuối rồi, cố lên. 2 tay nắm 2 cổ chân, thở hết ra. Bài này rất tốt nè, cải thiện tình trạng đau bụng kinh, đau lưng, rồi cải thiện sinh lý cả nam và nữ. Tập vô đi, rồi ông chồng ông sợ ông trốn. Ông không chịu tập, ông thua mình, ông trốn. Thở hết hơi ra, hít sâu vào, kéo căng lên, bung cao lên, hạ xuống, thở ra. Nhớ đầu gối chỉ rộng bằng hông, không được quạt quạt rộng ra. Nếu được thì 2 ngón chân cái chạm vào nhau, nhưng mà nếu như thấy khó quá thì nó không cần chạm cũng được, nhưng đừng quạt rộng ra. 2 lên, kéo căng lên, bung cao lên, kéo thẳng tay ra em, bật chân ra. Đúng rồi, căng lên, đúng rồi, hạ xuống, thở ra. 3, hít lên, kéo lên, xuống, thở ra. Mấy ngày có kinh mình tập những bài tập nằm sấp này rất là tốt luôn. 4 lên, xuống, 5 lên, kéo căng lên, bung cao lên, giữ. Rồi lăn đi nào, 5 4, lăn bụng lên xuống, 3, lăn mạnh lên, 2 1, hạ xuống. Rồi co tay xoay mặt qua, hít sâu, thở chậm, điều hòa hơi thở lại. Nâng người lên, lật ngửa trở ra, thư giãn.
Con sùng sướng tới rồi Nào đó cô mọi người cũng trông đợi tới bài thư giãn xác chết. Nâng con. tay chân lên vỗ vào nhau. Trái bèn co tay co chân vỗ vào nhau, vòng tay ôm gối ép đùi sát bụng ngực, nâng đầu lên mũi chạm gối, lăn lưng hạ đầu lăn phải trái. Nâng tay chân lên rung 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 rơi tự do, chậm chậm xoay mặt qua phải, xoay qua trái, trở về giữa, duỗi thẳng cổ cằm hướng vào ngực, thấp bụng ép sát thắt lưng xuống, buông lỏng ra, thư giãn thả lỏng thật sâu từ ngón chân cho đến đỉnh đầu. Tập trung vào bài thư giãn, nghe cô hay hô đến đâu tập trung vào bài thư giãn, nghe cô hô đến đâu tâm trí tập trung vào đến đó, cảm nhận thật sâu vào, mở hai chân ra rộng bằng vai, ngã hai bàn chân ra hai bên, hai tay xuôi theo thân 45 độ, lòng bàn tay ngửa, duỗi thẳng cổ ra, mắt khép lại nhẹ nhàng, hướng tâm trí vào cơ thể, cảm nhận thật sâu vào, lời dẫn đến đâu tâm trí tập trung vào đến đó, để điều khiển thả lỏng ra, không suy nghĩ ra bên ngoài cơ thể. Tôi đang thả lỏng các ngón chân, người đầu ngón chân đang ấm dần lên, ấm dần lên, hơi ấm đang lan tỏa lên lòng bàn chân, lòng bàn chân ấm dần lên, ấm dần lên, hơi ấm và sự thư giãn đang lan tỏa hai bàn chân, khớp cổ chân, bắp chân, khớp gối, cơ đùi, khớp háng, hai chân của tôi đang được thư giãn và ấm dần lên, ấm dần lên. Hãy tập trung vào nữa đi nào, tập trung sâu hơn đi nào, cảm nhận thật sâu vào, hai chân đang được thư giãn thả lỏng hoàn toàn, cơ mông cũng đang được thư giãn thả lỏng, sự thư giãn thả lỏng đang lan tỏa lên thắt lưng, cột sống thắt lưng đang được thư giãn thả lỏng, cơ lưng đang ấm dần lên, từng đốt sống lưng ấm dần lên, sự thư giãn và ấm áp đang lan tỏa khắp cơ lưng, hơi ấm lan tỏa
Bụng được cũng đang được thư giãn, thả lỏng và ấm dần. Người ấm lan tỏa 10 đầu ngón tay, 10 đầu ngón tay đang được thư giãn và ấm dần. Ấm dần lên, hơi ấm đang lan tỏa lên lòng bàn tay, cổ tay, khuỷu tay, bắp tay, khớp vai. Hai cánh tay đang được thư giãn, thả lỏng và dần lên. Cảm nhận sâu vào đi nào, đặt tâm trí sâu vào, cảm nhận sâu vào cơ thể. Hai cánh tay của tôi đang được thư giãn, thả lỏng và dần. Hơi ấm lan tỏa ra sau vai, sau gáy. Hơi ấm lan tỏa lên các đốt sống cổ, vùng vai, gáy và các đốt sống cổ đang được ấm dần lên, ấm dần lên và được thư giãn và một cảm giác thật dễ chịu đang lan tỏa ra khắp vùng vai, gáy, lan tỏa lên cằm, lên môi, lên mũi, lên mắt, lên chân mày, lên trán. Toàn bộ khuôn mặt đang được thư giãn và ấm áp. Hơi ấm lan tỏa lên bộ não, lan tỏa lên da đầu cũng được thư giãn và ấm áp hơn. Thần kinh của tôi đang được thư giãn, thả lỏng hoàn toàn. Tâm trí của tôi thật là thư giãn, thư thái dễ chịu. Cảm nhận sâu nguồn năng lượng của vũ trụ tràn ngập khắp cơ thể. Cơ thể của tôi đang ấm dần lên, thư giãn thả lỏng từ đỉnh đầu cho đến các ngón tay, ngón chân. Cảm nhận được nguồn năng lượng của vũ trụ lan tỏa khắp cơ thể. Cơ thể tràn ngập nguồn năng lượng mới tích cực. Cơ thể của tôi đang thật là khỏe mạnh, tràn đầy nguồn sinh lực, đẩy lùi tất cả mọi bệnh tật ra bên ngoài. Cơ thể của tôi thật khỏe mạnh, không có bất cứ một bệnh tật nào xâm nhập được vào cơ thể của tôi. Tâm trí nói với chính mình đi nào. Tâm trí đang nói với chính mình. Cơ thể của tôi thật là khỏe mạnh, thật khỏe mạnh, thật khỏe mạnh, đẩy lùi tất cả mọi bệnh tật ra bên ngoài. Từ từ tôi chìm sâu vào giấc ngủ bình yên và thư thái. Từ từ nhúng nhích các ngón tay, ngón chân, nhúng nhích bàn tay, bàn chân, đánh thức cơ thể. Hai chân khép sát, hai tay đan lại, lộn ngược bàn tay kéo căng qua cổ đầu, giữ căng từ ngón chân cho đến ngón tay. Co chân trái lại đạp bàn chân xuống, nằm nghiêng người qua phải. Co tay phải lại chống đỡ đầu, tay trái chống trước ngực. Co hai gối lại, hai tay chống xuống đỡ người và từ từ ngồi lên. Massage trán. Massage mắt. Ngồi thẳng lưng lên, vuông dài đỉnh đầu lên, cơ mặt hoàn toàn thả lỏng và thư thái. Vuốt từ dưới hai rãnh cười vuốt xuống và kéo ngược lên thái dương.
múa xa tay phải xuống như cầu và ngược lại, mát xa tất cả các dây thần kinh đi ngang qua cổ và đánh bay cái phần mở rộng cằm. Gương mặt thả lỏng và thư thái. Rồi, mời cả lớp nghỉ. Chúc tràn đầy năng lượng. Thư giãn xong phê rồi. Quay dễ sợ thôi.